cương này đúng không? Kéo cương đây này. Để nhé, giới thiệu với mọi người nhé, sau cơn dông lốc khoảng 6 giờ ngày 18 giờ ngày 20 tháng 4 này, cây cối đổ hết rồi này. Đây cái nhà này thì sập hết cả mái rồi mọi người ạ. Rồi đây mái nhà của nhà bác Thủy Chức nhá. Đấy, bay từ trên nóc B xuống đây luôn. Cây cối đổ. Đấy, đổ hoang tàn luôn. Đây trước mắt cả nhà đây là một cái xưởng sửa chữa máy xúc nhé. Đấy. Bây giờ còn trơ lại mỗi hai cái máy xúc thôi, may là mắn nhất là người không có ai bị sao. Ông chủ thì chui xuống gầm máy xúc. Sau cơn dông lốc thì chỉ còn lại đống đổ nát thôi. Đây phía trước đây là cả một dãy cây ban mà bây giờ không còn một cây nào luôn. Khu này là bị nặng nhất cả nhà này. Đây, cột điện này, gãy cả cột điện này. Đây nha, cả một cái xưởng đây, cả một cái quán hàng tạp hóa đây này. Đây. Tất cả mọi cái đều đổ nát sau một trận, sau một cơn lốc. Đây, trường tiểu học, trường trung học cơ sở Sóng Pe này. Không còn gì luôn. Đấy, nhà này thì bị sập hết mái này trước rồi.
sọc à? Sọc hết, sọc tốt, vừa sọc tường phát kể. À, chưa kể phát. Nhà này là sọc hết cả tường cả, hay là bây giờ dân dọn đồ hết rồi? Buổi chiều ngày hôm qua trước khi dâng lốc thì tôi có kịp ghi lại cái hình ảnh yên bình của khu Song Pe. Tuy nhiên đến buổi sáng ngày hôm nay thì chắc hẳn mọi người sẽ thấy cái cảnh sơ tác hoang tàn sau cái cơn lốc buổi chiều tối ngày 20 tháng 4. Đây, cập nhật trường Trung học cơ sở Song Pe buổi sáng ngày 21 tháng 4 nhá. Đây, mọi người cùng theo chân suốt vào xem ở trong khuôn viên của trường. Đổ nát hết rồi. Đây, dừng tay chị. เฮ้บ่อเจ้าช่วยเฮ้บ่อเจ้า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 เฮ้บ่อเ
nhà bà mình bật một cái tấm kính để phải chứ là phải à chứ phải nó về con đàn bà thì cũng phải cắm đi bỏ bên khứa quá bông thủy không. Và đây là nhà văn hóa Bản Pe cả nhà nhá, nhà văn hóa Bản Pe này. Đây là nhà lắp ghép thì gió nó lùa cho không còn một tí vách nào luôn. Thank you.
cơn lốc lịch sử tối ngày 20 tháng 4 nhá cả nhà nhá. Đây, sáng ngày 21 thì công an thị trấn cộng với phòng cảnh sát giao thông huyện Bắc Yên đã hỗ trợ người dân để khắc phục hậu quả. Thật sáng